nạn dịch viêm phổi cấp Vũ Hán do coronavirus gây ra mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặt tên chính thức là COVID-19 có thể chấm dứt vào tháng 4 năm 2020. Một chuyên gia tư vấn y khoa hàng đầu Trung Quốc dự đoán như vậy và con số người mới nhiễm bệnh đang giảm dần, củng cố niềm lạc quan của ông. Tại thời điểm sáng thứ Tư 12 tháng 2 năm 2020 theo giờ Bắc Kinh, tức là chiều ngày 11 tháng 2 giờ California, tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch, báo cáo trong 24 giờ qua có 94 trường hợp tử vong và 1.638 người mới nhiễm bệnh. Số người chết và người nhiễm bệnh đều thấp hơn so với các con số tương ứng của ngày hôm qua, 103 và 2097. Tính đến nay, tỉnh Hồ Bắc có 1.068 người chết và 33.366 người nhiễm bệnh. Tính chung toàn Trung Quốc, số tử vong vì dịch là 1.110 người, số người mắc bệnh là 44.318 người. Trên toàn thế giới vẫn còn gần 45.000 người mắc bệnh với 1.112 người tử vong. Do bệnh dịch chưa có thuốc đặc trị, chưa có vaccine phòng ngừa và giới khoa học vẫn chưa hiểu biết đầy đủ về virus corona, cũng như phương thức biến đổi và phát tán của nó, nên WHO vẫn cảnh báo về một mối đe dọa toàn cầu còn nghiêm trọng hơn nạn khủng bố. Thế giới phải tỉnh táo và coi con virus này như là kẻ thù số 1 của công chúng. Tổng giám đốc WHO bác sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với báo chí như vậy. Ông Tedros cho biết thêm rằng nhanh nhất phải 18 tháng nữa mới có vaccine phòng coronavirus. Trong khi đó, cố vấn y tế hàng đầu Trung Quốc bác sĩ Trung Nam Sơn nói số ca mới nhiễm bệnh đang giảm dần ở một số tỉnh thành và dự báo dịch COVID-19 có thể đạt đỉnh trong tháng 2 này. Tôi hy vọng vụ bùng phát dịch hoặc biến cố này có thể chấm dứt đâu đó trong tháng 4 năm 2020. Bác sĩ Trung, nhà dịch tễ có vai trò quan trọng trong cuộc dập dịch viêm phổi cấp SARS năm 2003 nói với Reuters. Thị trường chứng khoán thế giới phản ứng tích cực với nhận định của bác sĩ Trung sau vài phiên bán tháo do lo sợ tác động của dịch lên kinh tế Trung Quốc và ảnh hưởng dây chuyền của nó, các thị trường đã bắt đầu hồi phục trở lại. Các chỉ số chứng khoán Mỹ như Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều lập đỉnh mới. Tuy nhiên, cho dù nạn dịch được dập tắt sớm thì nó cũng đã gây tổn hại đáng kể cho kinh tế Trung Quốc khi các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, công nhân bị mất việc, còn các chủ công ty đòi được vay thêm hàng tỷ đô la Mỹ để cầm cự. Các dây chuyền cung ứng sản phẩm và linh kiện phụ tùng trong các ngành xe hơi và điện tử vẫn gần như bị tê liệt. Các biện pháp quyết liệt của chính phủ Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch như phong tỏa 80 thành phố của 20 tỉnh thành, đóng cửa trường học, nhà máy và những nơi đông người, hạn chế đi lại giữa các địa phương, cộng với việc các nước bên ngoài hủy bỏ các chuyến bay kết nối với Trung Quốc đã có những tác động nghiêm trọng với ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng, giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp không chỉ ở Trung Quốc. Nhiều nông dân Trung Quốc thậm chí khóc ròng vì không thể nào mua được, vận chuyển được thức ăn cho các đàn gia súc gia cầm của họ. Chính phủ Trung Quốc ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bơm thêm 150 tỷ đô la Mỹ vào thị trường tài chính, giảm thuế nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ theo thỏa thuận giai đoạn 1, hạ lãi suất và nới lỏng tín dụng cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Thị trường chứng khoán Trung Quốc xanh lại mấy ngày gần đây nhờ nguồn tiền chính phủ bơm vào. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát thì biện pháp này chỉ giúp cho các tập đoàn quốc doanh mà không có hiệu quả với đông đảo các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang vừa khát vốn vừa thiếu nhân công trầm trọng. Đến nay, đã có hơn 300 công ty Trung Quốc yêu cầu chính phủ và hệ thống ngân hàng quốc doanh cung cấp khoản tín dụng 57,4 tỷ nguyên, tức là tương đương 8,2 tỷ đô la Mỹ để xoay sở. Phần lớn các nhà phân tích dự báo, kinh tế Trung Quốc năm nay chỉ tăng trưởng nhiều nhất là 5% do tác động của dịch đối với sản xuất, tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ. Ông Trương Minh thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc thậm chí còn bi quan hơn. Tăng trưởng quý 1 năm 2020 có thể đạt khoảng 5%, nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng rơi xuống mức dưới 5%, ông Trương nói với tạp chí Tài Kinh. Tổng cục Thống kê Trung Quốc hôm thứ Hai đưa ra số liệu cho thấy tốc độ lạm phát trong tháng 1 năm 2012 của Trung Quốc đã lên tới 5,4% so với cùng kỳ năm trước, một phần do ách tắc trong khâu lưu thông hàng hóa và người dân lo sợ đổ xô mua sắm tích trữ hàng hóa thiết yếu từ khi dịch bùng phát mạnh hồi giữa tháng 1 đến nay. Tổ chức WHO hôm nay thì chính thức đặt tên cho dịch viêm phổi cấp Vũ Hán là COVID-19, trong đó CO là Corona và V là Virus, D là dịch và 19 là năm khởi phát. Tên này sẽ được sử dụng thay cho các tên gọi dịch cúm Vũ Hán, bệnh viêm phổi cấp Vũ Hán hay là dịch 2019 nCoV.